Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái shop mà chúng ta có thể test được cái ổ USB. À, ổ USB, ổ cứng rất là chuẩn trên cái hệ điều hành Win Mini các bạn ha. Đây. Các bạn chọn cái USB của bạn và các bạn chọn ổ cứng. Rồi chúng ta click vào ở đây. Giờ dù mình dừng nha. À, ở đây nó đang test tới đây đang test tới cái bao nhiêu sector 5 triệu mấy các bạn ha. Giờ mình dừng nè, đấy dừng nè. Rồi bây giờ mình tắt chương trình đi, mình mở lại cho các bạn xem nha. Đây cái thư mục mình giải nén ra, cái với cái bản 2.8 thì nó chạy khá là chuẩn, còn cái bản 3.3 thì các bạn khởi động mà chạy nó hơi rắc rối các bạn nha. Chúng ta dùng 2.8 là chuẩn rồi. Rồi các bạn click vào cái file thôi, click đôi vào, chúng ta quét rồi chúng ta chạy thôi. Ở đây nó chọn mặc định là thường nó chọn cái ổ USB các bạn ha, chọn qua ổ cứng nè. Đấy, rồi chúng ta ở đây chọn cái setter, ví dụ các bạn muốn test từ 100 triệu setter là 50 GB trở về sau thì các bạn gõ vô đây. Đấy, giống như em HDD các bạn ha, nhưng mà nó test chuẩn ở trên cái Win BA. Tại sao mình phải test trên đây các bạn? Tại vì mình ở trong cái Win Mini, mình test cái này đối với những cái ổ cứng mà nó bét nhẹ các bạn ha. Ổ cứng bét nặng thì chúng ta khó bút vào Win Mini để chúng ta test cho bạn nha. Có những cái ổ cứng mà nó bét nặng quá thì các bạn cắm nó thành một cái ốc rồi. Có nghĩa là các bạn khởi động vào WinBE trước, rồi các bạn lấy cái ổ cứng mà nghi ngờ bét hư hỏng, các bạn cắm vào cái cổng USB, giờ là cái bóc là cho nó test như thế này thì nó chạy khá là chuẩn hơn là các bạn để ổ cứng mặc định trong máy. Tại vì ổ cứng mặc định trong máy khi các bạn bút vào thì nó sẽ load qua cái file thành phần của những cái dữ liệu của ổ cứng á, thì nó sẽ làm chậm tốc độ cũng như là chúng ta khó bút qua được Win Mini các bạn nha. Thì đó là những trường hợp mà chúng ta xử lý là BIOS mà nó không có hỗ trợ tùy chọn ATA hay là IDE để chúng ta bút được MHDD 4.6, thì chúng ta dùng cách này, chúng ta test ổ cứng trên Win Mini. Thì các bạn có thể dùng HDD Regenerator cũng được, hoặc là Victoria cũng được, tùy các bạn. Nhưng mà những cái bản đó, ví dụ Victoria đi thì nó cũng giống giống như cái này và nó tương tự như MHDD thì nó dễ, mà cái đó nó chạy ngoài DOS thì nó cũng cũng khá là đơn giản. Mà có những cái bản WinBE và cái máy nó không tương thích, nó không chạy được thì các bạn buộc phải vô WinBE để chúng ta test như thế này, cũng như là chúng ta test ứng dụng nhiều cách các bạn nha. Có những máy không test được MHDD thì các bạn mà bằng cách khác chúng ta test sơ qua bằng cái HDD Regenerator hoặc là cái HDD Ken như thế này. Chúng ta không cố chấp mà một phương pháp cố định, vì tùy theo cái đời máy, tùy theo cái cấu hình, tùy theo cái BIOS nó hỗ trợ mà các bạn luân phiên thay đổi. Mình đang quay.